Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Nhà Đất Đoàn Vương để xem một cái căn nhà một trệt hai lầu rất là đẹp với cái mặt dựng theo xây dựng theo phong cách năm 2022 mới. Nhìn như vậy thì chúng ta sẽ biết là căn nhà sẽ có cái hệ thống phòng ngủ đẹp cùng cái view sân thượng trên lầu trước cực kỳ xinh xắn theo phong cách Cityland, màu đen trắng. Nhà hai lớp cửa chắc chắn đều là bốn cánh trong ngoài. Như vậy thì chúng ta sẽ có lớp cửa sắt bên ngoài bảo vệ và lớp cửa kính cường lực bên trong. Và là trên con hẻm 3,5 m, cục an ninh nhưng sát hẻm xe hơi thông. Khu điện lực Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Xung quanh đây có các tiện ích như nhà thiếu nhi, phường 16, Lotte, vân vân, rất là gần. Nhà full nội thất, salon, kệ tivi, trang trí, đèn led, đèn trần, đồ rất là ok luôn. Diện tích 3,5 m x 8, thiết kế một trệt hai lầu, hai phòng ngủ lớn, ba vệ sinh, ban công rộng rãi. Nhà mới full nội thất, xách vali vào là ở thôi. Hẻm 3,5 m sạch sẽ, an ninh thoáng, hướng tây. 3,95 tỷ là con số mà chủ đưa ra để kỳ vọng bán, và chúng ta có thể còn thương lượng cho khách mua nhanh hoặc kinh doanh thường chỉ lấy đầu tư cho thuê. Quý vị hãy alo cho hotline trên màn hình 0906943839 để đi xem căn nhà này. Phòng khách cực đẹp với tặng quạt salon, rido ngăn bếp để mà chúng ta có cái ngăn bếp kín đáo với cái kính cường lực xanh nhạt, mặt đá trắng, kệ bếp trên dưới màu trắng và màu gỗ. Toilet cuối nhà dưới dạ cầu thang bên trái, toilet cuối giữa, và có cái ngăn phong thủy này rất là ok. Bếp bên phải, toilet cuối đẹp, cầu thang lát đá hoa cương trắng, tay vịn gỗ, kính cường lực. Dọc cầu thang mình thấy cái điểm nhấn là bố trí rất là hợp lý khi có cái giếng trời phía sau dẫn đến khí đồng học rất đẹp, và phòng ngủ full nội thất luôn, rộng rãi, sàn lát gạch men loại giả gỗ, rèm cửa sổ có cửa chính và cửa sổ trang nhã. Phòng ngủ rộng đủ để giường ở giữa nhà, tiếp cận giường bằng ba phía là một cái sự rất là hay của căn nhà này. Tầng là nhà cao tầng quý vị nha. Tầng máy lạnh, tủ quần áo cũng như là toilet trong phòng luôn, tiện nghi sử dụng ok. Và đặc biệt toilet có cửa sổ mở ra giếng trời với vòi sen thiền. Chúng ta di chuyển lên tầng 2 của ngôi nhà. Tại lầu 2 thiết kế cũng gần tương tự, và đặc biệt cái điểm mạnh của căn nhà này là tại khu vực cầu thang luôn luôn có cái giếng trời này, là mình đi ngay cầu thang mà mình cảm thấy rất là mát, rất là mát. Full nội thất quý vị nha. Đây, full nội thất với toilet trong phòng, cửa sổ sen thiền, khu nội thất, giường tiếp cận từ ba phía, phía nào chúng ta cũng leo lên giường được, đó là để khi ngủ chung với người bạn đời hoặc là người bạn tình, chúng ta sẽ không đánh thức họ. Nếu họ nằm một phía nào đó thì chúng ta sẽ tiếp cận cận giường bằng phía còn lại để ngủ, thay vì giường kê một phía là phải leo lên người bạn tình của chúng ta để mà làm đánh thức họ. Ngập tràn ánh sáng, đó là cái điểm nhấn căn nhà này. Quý vị đừng quên alo cho hotline trên màn hình 0906943839 để đi xem căn nhà full nội thất, máy lạnh, giường, tủ, bàn, ghế mới tinh này, giá chỉ có 3,95 tỷ, còn thương lượng cho khách mua nhanh tại Nguyễn Văn Lượng, đường số 9, phường 16, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một trệt hai lầu, ba hai phòng ngủ lớn, sân thượng trước, view rất là đẹp, và có đường lên, lối lên ban công luôn. Đây,
trong khu rất là cao ráo, nhiều siêu phẩm vừa mọc lên nè. Bên đây cũng vừa có một cái siêu phẩm rất là đẹp. Alo cho hotline hoặc là đăng ký kênh Nhà đất Đồng Vương, chuyên trang bất động sản Gò Vấp để xem thêm những căn nhà khác trong danh sách phát nhà 3 đến 4 tỷ. Thân ái chào tạm biệt quý vị.